Xin chào các bạn nha. For đã trở lại chương trình với các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi đi mua xe cũ. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mua xe cũ như thế nào nha. Tại vì xe cũ mua rất là quan trọng. Nếu bạn mua không biết mua, bạn sẽ bị xe ngập nước nè. Bạn sẽ bị xe xe chẳng hạn như xe bị ngập nước rồi xe không tốt, máy không tốt, đại khái như vậy. Rồi giá mắc thì cái video này giúp cho các bạn mua được xe được tốt hơn nha. Ok, giờ theo mình nha. Các bạn thấy trước mắt mình không? Xe quá trời không? Mình đang đứng ngay tại Toyota xe cũ nha bạn. Thì hai chồng mình cũng đang đi kiếm xe chơi. Thì nếu mà được giá thì mua chơi, mua xe cũ để đi làm hay là đi đi chợ. Nhiều khi tụi mình chạy xe lùng quá, phải không? Đôi khi mua chiếc xe cao để mà chạy nó đừng bị mưa lụt á. Thì nếu mà nó rẻ thì mua chơi, cũng rẻ thì thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn một cách mua xe nha. Thì mua chiếc xe rất là quan trọng. Xe rất là nhiều tiền, nhiều chiếc xe phải 5-10 ngàn, xe cũ phải 5-10 ngàn. Mà mình không biết mua thì mình sẽ bị những chiếc xe không tốt cho mình. Bây giờ là theo mình để mình chỉ cách. Ok, let's go. Trước mặt mình đây là chiếc xe Corolla LE nha bạn. Hai nghìn hai mươi, sợ mắc không? Thì cái giá nó đề bao nhiêu là chuyện của nó thôi, mình trả lại chuyện của mình. Thì bây giờ trước tiên đi vô đây, cảm ơn. Trước tiên mình phải mở cái cốp xe lên. Ok bạn coi nè, quay máy cho bạn xem chưa. Thì chiếc xe này xe mới rồi, mình chỉ thí dụ thôi là chiếc xe cũ. Nhưng mà xe mới thì bạn thấy nè, cái đầu máy mới, everything đồ mới hết. Nếu mà xe mà nó bị vô nước á, thì bạn sẽ check những cái đồ điện tử nó sẽ không có work nha bạn. Như bạn nhìn là mình check click á, click nhớt á, cái xe cái máy nó nhìn này cái quay vô vậy, quay sát vô vậy. Nếu mà xe tốt á thì cái máy nó sẽ khô ra nha bạn, nó không bị nhớt nha. Các bạn nhìn hết tất cả dưới đây, dàn máy dưới đây, các bạn nhìn odometer, nhìn timing belt, everything, các bạn nhìn, các bạn sẽ không thấy nhớt gì hết trơn á. Và bạn nhìn xuống gầm dưới đây, các bạn không thấy nhớt nha. Thì cái xe đó là tốt, nó không có bị, cái xe cũ đó là coi được. Rồi bạn check mấy cái nước nè, nó fill đầy hay không. Nếu mà nó bị leak là nó sẽ bị mất nước nha bạn. Thì đây là một chiếc xe mới, nhưng mình tưởng tượng lại một chiếc xe cũ để mình cho bạn coi. Tại mình chưa thấy xe cũ đây. Thì nói chung là xe máy phải khô rang. Trước tiên máy phải khô rang. Ok, let's go. Ok, giờ quay cho bạn xem vậy. Khi mua chiếc xe cũ á bạn biết không, mình phải nổ máy nha. Bây giờ mình không có chìa khóa ở đây, tại vì mình không có người nào để mình hỏi thử hết. Như là đang Covid á, mình không muốn tiếp xúc nhiều. Khi mà bạn nổ máy xe lên á, mà bạn thấy cái chữ mà check engine nổ lên là bạn đừng có mua, là chiếc xe đó không có được. Tại vì khi mà engine nổ lên là bị big problem. Bạn muốn mua xe thì bạn phải có một thợ máy mechanic để nó check xe cho bạn. Khi mà bạn lấy xe ra khỏi dealer thì bạn thử xe, thì bạn đưa tới mechanic. Nếu bạn không rành thì bạn sẽ hỏi họ là chiếc xe này mua được hay không. Họ sẽ chỉ bạn, họ coi máy móc sơ sơ chừng 10 15 phút họ sẽ biết được. Rồi một phần nữa là gì, là chắc lục nha bạn. Đây coi, đây giờ khi mà chắc lục á, chắc lục á, mấy bạn dỡ lên, dỡ mấy cái thảm lên coi nó có bị hôi, nó bị ẩm ướt không nha. Thấy không, như xi bây giờ. Các bạn dỡ lên coi có bị ẩm ướt không nha, hôi không nha. Rồi sắt có bị sét không nha. Rồi các bạn phải smell, phải hửi trong đây nè. Trong đây, mấy cái ghế nhiều khi nó hôi lắm. Tại xe cũ không ai đổi ghế hết trơn á. Thành ra khi mà bị vô nước hơi ghế nó hôi vậy lắm.
mấy bạn phải hửi mua xe, tự dùng mũi mình hửi. Đó là những cái cơ bản mua xe cũ nha bạn, là phải check đèn nổi lên. Các bạn check coi máy có bị dầu nhớt gì hay không, nhìn xuống dưới lườn nó bị chảy dầu nhớt gì hay không. Ok, rồi bạn check xe có bị lũ lụt hay không bằng cách là lấy mũi mình hửi rồi mở ra coi, những trong này có những cái đồ điện tử á, mình mở ra coi nước có hơi nước trong hay không. Bóng đèn cũng vậy nữa nè, nhiều khi bị lụt rồi đó, dễ biết không, trong đây nó có cái hơi nước trong đây nè, nó hơi nước đóng trong đây nè, thì bạn nhìn bạn sẽ biết. Rồi mình đi vòng vòng mình coi chiếc xe, mình coi chiếc xe máy xua là cái ba đề mình nó nguyên vẹn, nó không có bị móp méo là không đụng, đúng không? Đôi khi họ sửa nhẹ thì mình cũng không biết đụng hay không. Mình sẽ check, mình sẽ có cái Carfax history á, mình vô Carfax mình check được hoặc là họ cho mình biết là xe có đụng hay không nha. Ngay cả xe mà bị lục á, đôi khi á là mình không có biết được, trong cái history nó ghi á, Carfax nó ghi á, nó ghi là không có lục nhưng mà vẫn bị lục. Tại vì giải quyết tại sao họ đem chiếc xe họ đi body shop họ sửa, như vậy họ sửa trong body shop á, thì cho cái body shop nó không có bỏ nó vô cái history, vô cái Carfax, giờ hiểu không? Giống như mình đi sửa xe ở ngoài á, mình đụng xe nhẹ đúng không, mình đi sửa ở ngoài thì nó không bỏ vô corrected, đâm ra khi giờ bấm lên thì nó vẫn còn nguyên mà thật sự đã đụng rồi. Anh nha, cẩn thận điều đó. Đi vòng coi nè, các bạn check xe phải check toàn diện nha, make sure là everything look normal nha, không bị mốt, không bị méo gì hết. Bánh xe còn tốt hay không, đại khái như vậy. Để mua chiếc xe cũ mà mình cũng tiết kiệm càng nhiều càng tốt, đừng có để cho mình phải tốn tiền nhiều khi mình sửa nữa. Đó, nói tóm lại đây là một chiếc xe mới, nhưng mà mình thử là gì, mình không có chiếc xe cũ ở đây, chiếc xe này là xe cũ nha bạn, nhưng mà tại vì nó là đời 20 nó vẫn là đời cũ, có người mua rồi, đây là chủ thứ hai, năm nay vẫn là xe cũ, nhưng mà nhìn thì tình trạng nó cũng mới, tại xe 20. Còn về việc mà trả giá xe đó, mấy bạn một cái kinh nghiệm mà hay nhất là mình vô mình trả giá xe trước, mình trả giá, thí dụ xe nó 20.000 đi, mình trả nó 16, 17 tùy theo mình, tại mình phải check những cái chỗ khác nữa. Mấy xô là mình vô cái Google á, mình search để mình biết được cái xe mình cái giá khoảng bao nhiêu, mình trả 16.000 đi, thí dụ 20.000 mình, nó kêu 20 phải không, mình trả 16 đi, thì đừng bao giờ mà thử xe trước hết, mình phải trả giá xe trước, khi nó chịu rồi mình mới thử xe. Lý do tại sao mình làm vậy, tại mình làm như vậy á, khi mà mình trả giá xe rồi đó, họ chịu giá rồi đó, mình thử xe đó, bắt đầu mình thấy mình hố giá rồi, giờ hiểu không, bắt đầu mình chê nè, vô xe mình chê nè, mình mở cửa ra nè. Ok, bây giờ mình trả giá xong rồi nha, họ chịu cái giá rồi, giờ mình phải đi thử xe. Tại sao mình làm như vậy? Như vậy rất có lợi cho mình. Bắt đầu mình lên xe mình nghĩ chết cha, chắc mình bị hố rồi, 16.000 nó bán chắc mình hố rồi đâu, giờ muốn trả nữa, thì mình lên xe, bắt đầu mình mới chê, mình nói ôi chiếc xe này tao tưởng đâu là ghế da, sao ghế này vậy. Bắt đầu giờ bạn mới chạy thử một vòng nha. À, đặc biệt khi mà mua chiếc xe cũ nữa, mình quên nói bạn nữa, mua chiếc xe cũ em đổ máy lên nha, là máy phải còn nguyên, máy phải nổ êm, không có tiếng noise lạ nha, những tiếng động là lạ, những cái tiếng bê tông nó gõ là bạn không nên mua. Rồi chiếc xe khi bạn đạp ga nó phải chạy normal, nó không có bị yếu quá nó gọi là lost power, cái mất power. Khi mà mất power nó có nhiều lý do nó mất power lắm, cái buri cũ quá cũng mất power, đại khái là đủ thứ, xăng gần hết cũng mất power, rồi cái đồ lọc xăng dởm cũng mất power, nói chung em thì mất power hết. Hộp số cũng vậy nữa, hộp số chạy có smooth hay không, bạn mua xe cũ mà hộp số không smooth thì không mua. Lên xe mà bạn đạp ga mà nó không vô số nó cà khẩn vậy là hộp số đã hư rồi, bạn không nên mua. Đó là những cái căn bản chính. Rồi vấn đề trả giá nè, khi bạn trả giá xong rồi bạn chê xe nè, chỗ xe sao chỗ này mà tao tưởng ghế da tao mới mua 16.000 chứ, cái xe gì mà sao tao mua 16.000 được, rồi tao tưởng có sunroof nữa, nó không có sunroof nè, thấy chưa. Rồi xe này có navigation không, nó không có, mày thấy không, bao nhiêu thứ mà tận thứ tao cần mày không có. Bây giờ tao trả mày là 14.5, được thì bán, không được thì thôi. Thì khi bạn trả 14.5 á, có thể là không chịu, bạn cứ đi về đi, có thể nó sẽ trả bạn là 14, 15,
14,7, 15,8, 15,7 thì bạn vẫn có được 500 đồng, ít nhất 500 đồng. Bạn vẫn có được ít nhất 500 đồng để bạn trả giá thêm nữa. Thì lúc đó bạn sẽ nhiều có dịp mà gọi nhiều chỗ khác nữa thì bạn được cái giá tốt hơn nữa. Đây là cái cách mà thủy bạn mua chiếc xe cũ là không bị hố giá mà mua được chiếc xe tốt. Nhớ là nổ máy lên không có nút engine không nổi lên nha. Rồi cái máy khô rang, máy không được nhớt dầu nhớt. Rồi chạy xe sẽ sộp số phải êm. Đặc biệt nữa khi mà tắt máy á, tắt máy xe đó là không có bị giống như là tắt máy rồi mà cái máy xe vẫn chạy là không được nha. Tắt máy một cái là máy sẽ tắt liền. Chứ máy tiếng máy vẫn còn chạy là vẫn không tốt nữa. Đó. Thì hy vọng là bạn sẽ có được chiếc xe tốt nha. Chỉ cho bạn là mua xe như vậy đó. Phải check hết toàn bộ máy móc. Check có bị lục hay không. Đèn có nổi hay không. Rồi giá cả có ok hay không. Đó là kinh nghiệm mua xe cũ mà mình đã từng trải qua bạn ơi. Thì hy vọng cái video này sẽ giúp được ít nhiều cho các bạn nha. Mình xin chia tay bạn tại đây nha. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok, see you. Bye bye.